Xin chào các bạn, mình là Cây đây. Hôm nay mình sẽ đi lấy hai tộc cuối cùng và cũng là hai tộc lấy tốn thời gian nhất tộc quỷ và tộc người máy. Các bạn yêu mến, quý mình thì nhớ lên shop dịch vụ zolop.vn ủng hộ mình nhé. Shop 100% uy tín anh em cứ yên tâm mà mua. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình sẽ đi lấy tộc quỷ trước. Nói về lấy tộc quỷ các bạn chuẩn bị 2.500 điểm ép giúp mình nhé và các bạn qua bên thuyền ma treo đánh boss, nó có tỷ lệ rơi ra cây đúc màu xanh. Mình đã đánh boss rơi ra cây đúc màu xanh rồi. Sau khi có cây đúc xong xác bạn đi xuống dưới NPC này, các bạn lại nói chuyện là các bạn sẽ sở hữu được tập quỷ cũng như bao tộc khác các bạn đi lụng hoa là úp lên V2. Sau khi lên V2 rồi các bạn đi nhận nhiệm vụ úp 53 cần đánh bại 5 người chơi ngẫu nhiên nhé. Mình đã lên được tộc quỷ V3, giờ mình sẽ đi lấy tộc người máy. Tộc người máy khá là hơi tốn thời gian và khó lấy một chút. Đây là video lâu rồi mình cho các bạn xem lại. Các bạn cần một cái chìa khóa triệu hồi dâu đen, sau đó các bạn qua chỗ spam bot lâu. các bạn vào cái lòng bấm vào cái nút màu xanh là bạn đã kích hoạt được 50% rồi. Bây giờ các bạn mua chip để đánh lâu, đánh khi nào ra một cái chip đặc biệt để mở hầm lấy tộc. Mình không có video đánh ra chip từ con bot lâu rồi nên các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mình có thể lấy được tộc người máy rồi, tốn 2.500 điểm tím cũng như các tộc khác các bạn đi lụng hoa úp lên về hai nhé theo ý kiến riêng mình đây là tộc đăng lên V3 dễ nhất trong game nó chỉ yêu các bạn chuẩn bị một trái ác quỷ bất kỳ là được các bạn chỉ cần cầm trong người là úp được sau khi úp các bạn không mất fruit thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé mình cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn ở các video sau tạm biệt các bạn